Học từ đầu.com ra bài tập như sau. Các bạn tạo ra một cái giao diện web như thế này. Trong giao diện thì bao gồm có nhiều cái phần tử. Các bạn có thể dùng thẻ gì cũng được, thẻ P hoặc thẻ H1 hoặc thẻ nào cũng được để tạo ra những cái dòng 1 2 3 4, 4 này. Sau đấy thì các bạn dùng CSS để các bạn tạo cái viền đỏ và các bạn làm một cái nút chuyển chữ sang màu đỏ. Mà khi chúng ta kích chuột vào cái nút này thì tất cả các dòng chữ là biến sang đỏ. Bây giờ tôi kích thử nhá. Đấy, tất cả nó đỏ. Đấy là cái bài tập để chúng ta có thể dùng jQuery hoặc nếu mà có dùng JavaScript thường thì cũng được.